bạn ơi, các bạn có khỏe không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Cat Lê Tuyết nha các bạn. Hôm nay tôi sẽ review giới thiệu với các bạn đang làm YouTuber một cái dụng cụ có chức năng rất là tiện lợi, là vừa quay phim mà vừa chụp hình, rất là đa năng và tiện lợi, có rất là nhiều hữu ích ở trong cái dụng cụ này nha các bạn. Đó là một cái dạng gậy quay phim và chụp hình có chân luôn các bạn. Tại vì mình làm YouTube, mình làm độc lập một mình, không có ai hỗ trợ mình để mà quay phim hay là như thế nào hết. Mình làm mọi cái đều tự biên tự diễn, mình đi trên những con đường hay là mình đi đến những sự kiện nào đó thì mình đi một mình thôi, mình không có người hỗ trợ mình. Thành ra mình đã tìm ra một cái dụng cụ này, phải nói là một cái này phải nói là tuyệt vời nha các bạn. Các bạn nhìn hình ảnh nha. Vừa có cái chân đế luôn nha các bạn nha. Để tôi mở cái này ra. Nó cũng không có nhiều tiền lắm nha các bạn, nhưng mà tôi thấy cái này nó khá là tiện lợi và nhìn nó chắc chắn nữa. Có rất là nhiều loại nhưng mà nó của Trung Quốc á. Các bạn nhìn nó không có đẹp mà nó nhìn nó yếu ớt lắm, nó rất là dễ vỡ. Đây nè. Khi mà tiếp đi đâu á, đi hiện trường á, tiếp sẽ cầm theo đúng cái cây này thôi. Tiếp có thể bỏ vào trong cái túi nhỏ nhỏ của tiếp đem vào trước nè. Nó xếp được lại rất là gọn gàng như thế này. Khi mà các bạn muốn quay phim thì các bạn mở cái này ra. Các bạn gắn cái điện thoại lên, các bạn kéo cái độ dài này ra ha. Cái độ dài này nó khoảng 1m1 nha mấy bạn. 1m1 là rất là ok để mình lấy nét của mình từ xa, nó tiện lợi lắm. Các bạn thấy tiện không? Nè, mình dơ như thế này nè, rồi mình quay. Xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Tiện lợi không? Các bạn đừng có cầm cái điện thoại mà quay gần gần trước mặt nhìn mình, nhìn cái điện thoại mà quay gần quá, nhìn cái người mình trong cái video nó biến dạng, nhìn nó không còn đẹp nữa thì không có lôi cuốn người xem nha các bạn. Đây nè. Đặc biệt là ở đây á, mình có cái đèn flash ở đây nha mấy bạn. Khi mà các bạn quay buổi tối thì các bạn mở cái đèn led này lên, các bạn nhấn hai nút là cái đèn led nó sẽ sáng lên nè, nó đang sáng nha mấy bạn. Mình nhấn thêm một nút nữa thì tăng độ sáng lên, nó đang sáng hết mức có thể rồi nè các bạn. Do mình đang quay ban ngày á, thành ra nhìn không có rõ lắm. Nó giờ mình tắt đi ha. Nó nhấn nút tắt đi. Rồi ở đây á, mình có thêm cái chức năng là kết nối Bluetooth với cái điện thoại mình đang quay ha. Đây là cái dụng cụ Bluetooth. Khi mà nó xài bằng pin á, là mình hết pin lâu lâu mình sẽ cắm dây mình sạc, hoặc cho mình cái kèm cái dây sạc này nha mấy bạn. Bluetooth này á, để khi mà bạn quay lên á, bạn gắn cái điện thoại vô đây ha, bạn chỉ cần nhấn cái nút này ở đây một cái là ở bên kia nó sẽ tự quay cho bạn. Bạn muốn tắt thì bạn cũng bấm tìm theo, bạn nhấn một cái. Đó là dành cho quay phim, chụp hình cũng tương tự như vậy thôi nha các bạn ha. Nè, mình gắn ở đây rất là tiện lợi nè. Đó là trường hợp mình cầm mình quay như thế này. Quay từ xa thì lấy nét rõ hơn, có thể quay lên cao, có thể quay xuống thấp. Các bạn quay gần một tí xíu thì các bạn để cái cây ngắn lại. Thì mình bẻ về đây gọn gàng lại. Và ở đây mình có cái chân, trường hợp mà mình muốn quay, tự mình quay, mình đứng, mình nói chuyện hay như thế nào đó, mình không phải cầm cây, thì các bạn sẽ đưa cái chân này ra ha. Ở đây có ba cái chân, cái giá đỡ rất là đẹp. Mở cái chân này ra, các bạn khóa cái con này lại. Rồi, cái chân này nó sẽ để vững trên đây luôn nha các bạn. Đây, tôi sẽ để đây cho các bạn thấy. Nè, tiện không các bạn? Cái chân này nó được đứng vững ở đây và cái độ cao này nó sẽ cao tuốt trên đây, thích hợp cho rất là nhiều các bạn làm nhiều clip với nhiều mục đích khác nhau nha. Bây giờ mình tắt thì mình khóa cái chân này lại, mình gặp cái chân này lại. Đây, thu ngắn lại một cách rất là dễ dàng và rất là dễ xài. Bẻ cái này ra. Đó.
này thì mình có thể quay cái kiểu nào cũng được hết, quay mặt trước quay mặt sau cũng được hết, do tùy mình chỉnh thôi ha. Đây nè, rapper, các rapper hát nhạc nè, tự hát nhạc, tự làm các bài nhạc nè, đều tự quay cho mình hết nè, đâu có ai hỗ trợ đâu mấy bạn. Thích hợp cho đi du lịch này kia nè. Nè, các bạn thấy hình ảnh ở đây hấp dẫn không? Kết nối ra qua Bluetooth nha mấy bạn. Đây, một cái hộp như thế này, Tiếp mua ở ngoài chợ về, ở ngoài cửa hàng về. Nó có giá là 400 ngàn nha mấy bạn. Cái này Tiếp tự giới thiệu thôi, Tiếp không bán nha. Cái này mình có thể mua, cái này Tiếp mua ở trong một cái hẻm nhỏ chuyên bán đồ sỉ của các đồ chơi liên quan tới công nghệ. Một trên đường Nguyễn Tri Phương á, ngay cái góc đường 3 tháng 2 nhà Nguyễn Tri Phương, các bạn đi vô một chút xíu trong cái hẻm nha, người ta bán trong hẻm chứ người ta không bán bên ngoài, tại vì khu đó là khu có mười mấy 20 cửa hàng luôn, các bạn rất là dễ lựa chọn, nhưng mà không phải cửa hàng nào cũng bán cái loại này nha. Giá ở đây là có 400 ngàn, các bạn có thể tới đó mua ha, hoặc tìm hiểu thử trên mạng, có thể biết đâu nó sẽ rẻ hơn, rất là tiện lợi luôn các bạn thấy chắc chắn không? Ok, đây là một dụng cụ hỗ trợ rất là tốt cho cái công việc của Tuyết cũng như là các bạn có thể tìm hiểu và mua và sử dụng nha. Mình hạn chế cầm cái điện thoại tự quay, nó không có hấp dẫn nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tuyết nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm mua được một cái sản phẩm hết sức là ưng ý giống như Tuyết đây. Cảm ơn các bạn, đừng có quên nhấn cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh để ủng hộ Tuyết nha.